cuộc xâm lược nước ta. Một cuộc chiến hết sức ý nghĩa, dã man và tàn bạo. Đất nước ta lại chìm trong máu lửa. Bỏ nhà, lũ trẻ, lơ sơ chạy, mất ổ, đàn chim, giáo giác bay. Ôi, những cánh đồng quê hương không còn yên bình, đầy đẫm máu, những giao thiếp gai đang đâm nát cả trời Việt. Khắp nơi là cảnh tang thương chất đời nước mắt, tay cầm vàng thổi miệng ta, thằng giặc tôi, thằng chúa đất, đứa kề cổ, đứa lột da. Xong, dòng người không hề chịu khuất phục, xiềng xích giặc không hóa được lòng dân. Yêu nước, thương nhà, lòng căm thù như nước vỡ bờ. Cả nước từ trong máu lửa, rũ bùn đứng dậy, khẳng định chân lý nước chúng ta. Nước của những con người không bao giờ chịu khuất phục. Trong vụ đấu tranh đó, người lớn cứu nước đã đành. Trẻ em cũng góp phần mình một tay, nhiều tấm gương anh hùng thiếu niên xuất hiện. Trong số đó, nổi bật nhất là người thiếu niên quả cảm Kim Đồng. Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1928 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Từ nhỏ, Kim Đồng đã có tinh thần yêu nước, căm thù giặc Pháp và sớm tham gia hoạt động cách mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 1941, đội thiếu nhi cứu quốc chính thức được thành lập. Ngày ấy, có 5 đội viên và anh Kim Đồng được bầu làm đội trưởng. Anh tiếp tục tham gia hoạt động canh gác, tổ chức liên các cuộc họp của đảng. Trong một lần làm nhiệm vụ để đảm bảo cho các đồng chí cán bộ, anh Kim Đồng đã nhanh trí đánh lạc hướng để kẻ thù nổ súng về phía mình. Nhờ tiếng súng báo động ấy, các đồng chí cán bộ đã được an toàn. Nhưng anh Kim Đồng đã trúng đạn và hy sinh vào ngày 15 tháng 2 năm 1943 khi anh vừa tròn 15 tuổi. Ngày 23 tháng 9 năm 1997, anh đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh đã hy sinh từ đó nhưng hình ảnh của anh vẫn còn mãi với non sông và đất nước. Anh đã thắp lên ánh sáng rực rỡ, soi sáng cho con đường các em noi theo. Hình ảnh của anh như một tấm gương bất khuất, kiên cường, còn động lại mãi trong trái tim ở mỗi đội viên, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
câu chuyện đến đó là kết thúc. Xin cảm ơn ban giám khảo và mọi người đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn em. Em lục nát lại ít sân khấu chờ con hỏi phụ.